Vâng, Solan xin chào tất cả anh em đam mê bộ môn bẫy chim đêm và cũng như anh em đánh đáy ếch nhé. Và đây là những combo và em chuẩn bị đóng hàng gửi cho anh em Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ các bác nhé, và Sóc Trăng. Và anh em đang nhìn thực tế đây là những cái combo âm ly loa cũng như là thẻ tiếng ếch cũng như là tiếng chim đêm. Và đây là những cái âm ly bên em tự sản xuất các bác nhé, bảo hành thì thuộc vô đối rồi. Đấy, các anh em đang nhìn đây thực tế đây, rất chi nhỏ gọn bằng đồng bàn tay để thôi. Đấy. Và kèm theo một loa 15W thế này, loa Việt Nam giá rẻ các bác nhé. Đấy. Và trên nhiều anh em đã đánh thực tế cái âm ly đánh rất chi hiệu quả, tiếng ra rất kìa trong rõ ràng và xa các bác nhé. Anh em đánh ếch thì hiện tại đang ưa chuộng cái âm ly này rất chi là nhiều. Đây là âm ly mẫu mới cũng như tích hợp cho anh em đánh cả ếch và cả lẫn cả chim đêm các bác nhé. Yên tâm một điều rằng là cái âm ly này ăn rất chi nhẹ điện. Đấy. Tiếng rất chi là trong rõ ràng. Đấy. Và anh em có nhu cầu về sản phẩm như là cái combo gói hình cấu hình như thế là cứ alo cho số khoảng 2 số thoại góc màn hình video các bác nhé. Đấy. Riêng về chim đêm thì có anh em kèm theo cả lưới. Đấy. Đấy. Còn đánh ếch thì anh em chỉ cần loa thế này thôi là anh em có thể đánh được. Riêng cái âm ly này anh em có thể mang theo một bình ắc quy xe máy Honda, anh em miền Nam là gọi bình xe máy Honda đó, nhỏ gọn bằng lòng bàn tay, anh em đánh 3 đến 4 đêm không hề lo hết điện các bác nhé. Đấy. Riêng em không biết cơ sở các anh em chế thế nào, nhưng bên em chủ yếu phục vụ cho anh em những tiếng ổn định và trong rõ ràng. Đấy. Và đòi hỏi tiếng ếch phải trong như tiếng cung lúm cả đồng anh em nhé. Đấy. Thì đây là những cái sản phẩm mà bên em cung cấp cho anh em thị trường bao nhiêu năm nay rồi và được anh em phản hồi về rất là hiệu quả cao. Đặc biệt cái âm ly bên em tự sản xuất đã cải tiến rất chi mới, hiện đại, tích hợp cho anh em có cả Bluetooth này. Đấy, anh em có thể tép tiếng thoải mái và bật điện thoại lên tép được luôn thực tế anh em nhé. Đấy. Nhiều anh em bảo rằng có thể đánh tiếng lọ tiếng kia, có thể bật Bluetooth lên thực tế, cắm loa lên và đấu vào bình ắc quy, anh em có thể tép tiếng luôn mà anh em sở thích bẻ ao và thẻ nhớ anh em đánh trực tiếp được các bác nhé. Nếu thẻ nhớ các anh em cứ dùng thẻ nhớ điện thoại thế này anh em để đánh được ok này, có thể cắm một USB này. Đấy. Lắp lại bài lấy lại bài bên em đi trên này đầy đủ cho anh em. Đấy. Còn đây là chiếc loa và anh em có thể nhu cầu về mua được âm ly không nhé, bên em cũng bán cho anh em giá cũng rất chi là rẻ. Đấy. Và không cao sang mỹ miều, không đẹp đẽ nhưng mà rất chi nhỏ gọn cho anh em, tích hợp cho anh em rất chi nhiều chức năng, không khác gì Son 288 và 263B anh em nhé. Đấy. Riêng cơ sở khác chế cháo như thế nào em không biết, nhưng bên em nó có cả tích hợp cho anh em là gì Bluetooth và công suất cái âm ly là rất kỳ khủng anh em nhé. Tuy nó nhỏ ấy thôi nhưng mà đừng chê là bé đâu, nhưng mà đấy nó 100W ấy. Đấy, có nghĩa là đánh được công suất cả hai cái loa 15W này đánh thoải mái luôn, một dàn cho anh em đánh ếch hoặc đánh chim đêm, đặc biệt tu ú anh em cũng đánh được chiến thoải mái, tích hợp cho anh em các bác nhé. Đấy, anh em có thể đánh ếch đánh chim đêm thoải mái, riêng đấu với hai loa 15W thế này anh em, riêng hai loa 15W này anh em đánh thoải mái, tiếng rất chi là xa. Nếu anh em có nhu cầu đang đánh ếch mà chuyển đánh tu hú anh em vẫn thể đánh được bình thường anh em nhé. Đấy, anh em miền Nam hiện tại đang đánh tích hợp hai cái trong một, có nghĩa là vừa đánh tu hú vừa đánh ếch bình thường. Đấy, riêng về âm ly combo thế này giá cũng rất chi là rẻ, hợp tí tiền cho anh em. Đấy, anh em có nhu cầu như thế là cứ alo cho shop, và hôm nay bên em sẽ gửi combo cấu hình đánh ếch cho anh em trong miền Nam rất chi là nhiều các bác nhé. Anh em đi qua kênh ủng hộ kênh bằng cách đăng ký chuông và ủng hộ giúp một like, đăng ký chuông các bác nhé, để ủng hộ giúp ra nhiều video ấy nữa cả giá rẻ cho anh em phù hợp trên mọi tuyển quốc anh em nhé. Bên em gửi hàng tập từ Hà Giang thì đến Mũi Cà Mau, anh em bên em cũng gửi toàn quốc được, thoải mái anh em nhận hàng. Và bên em không hề bắt các bác đặt cọc hay chuyển khoản bất kỳ trước là. Đấy, anh em cứ alo cho giúp bằng số thoại góc màn hình video các bác nhé. Đấy, anh em nhận hàng kiểm tra đầy đủ mới thanh toán shipper. Đấy. Xin chào các bác và anh em video tiếp theo.